Xin chào quý vị và các bạn. Thì buổi sáng hôm nay trước giờ giao dịch tôi làm cái clip, thứ nhất là chia sẻ các cái thông tin và thứ hai là trả lời các cái câu hỏi của các bạn. Cũng nhiều câu hỏi quá. Đấy, và cái giai đoạn vừa rồi thì tôi cũng không trả lời được từng bạn một. Tôi làm cái clip tôi trả lời luôn. Thì thông tin thứ nhất là chúng ta nhìn qua cái thị trường. Đấy. Thì về cơ bản đấy là hôm qua tôi đã có nói rồi, chúng ta nhìn thêm một chút nữa là xem hôm qua thì khối tự doanh đã bán ra 289 tỷ, còn nước ngoài thì hôm qua bán rất ít đấy. Và cả cái giai đoạn này, có nghĩa là cả cái tuần vừa rồi đấy, là cả khối tự doanh và khối ngoại là đều bán hết và đấy, họ bán nhiều nên lượng tiền rút ra của tổng của hai cái khối này là lớn. Tuy nhiên đấy, để xác định được nó sập thì rất là khó, nhưng giai đoạn này thì tôi nói là nó xấu rồi. Và tôi đã, nếu như các bạn quý vị và các bạn xem ở các clip trước ấy, thì tôi đã có nói là cái giai đoạn này nó đang gần giống nhé với giai đoạn này đấy. Và tôi nghĩ là cái đoạn từ đấy đến đây này nó cũng sẽ kéo ngắn giống như là cái đoạn từ đấy đến đây này nó ngắn lại, thì cái đoạn từ đấy đến đây này, từ đoạn sập đến đây nó dài và nó lên từ đấy, thì cái đoạn này nó sẽ ngắn bớt lại để nó cho chúng ta biết rõ cái xu thế. Có lẽ là trong tuần sau thì sẽ biết rõ xu thế là nó sẽ bật lên hay là nó đi xuống có lẽ là như thế, hoặc là thêm một chút nữa. Bởi giai đoạn này cái lượng tài khoản F0 đấy, lượng tài khoản mở mới nhiều, chúng ta có thể dùng cái từ F0 bởi vì là tài khoản mở mới đây ấy, là nó sẽ có những người không phải F0, có nghĩa là người ta trước đây người ta đầu tư, bây giờ người ta một là mở mới tài khoản, hai là khôi phục tài khoản có nghĩa là cái giai đoạn trước người ta đầu tư nhưng bị thua lỗ, người ta rời khỏi thị trường chứng khoán, và giai đoạn này người ta quay lại đấy. Nhưng phần lớn vẫn là F0, vẫn là người chưa bao giờ tham gia thị trường chứng khoán mở tài khoản giai đoạn này và chúng ta đã chứng kiến rất nhiều con số kỷ lục về số tài khoản mở mới đấy, hơn 200.000 tài khoản, chưa từng có trong lịch sử. Và giá trị giao dịch ấy, thì giai đoạn này nó đã rất là cao, luôn ở cái mức cao, đúng không? Trước đây ấy, thì nó chỉ dưới 10.000 tỷ thôi, nhưng bây giờ thường xuyên trên 25.000 tỷ và cá biệt thì có những phiên là trên 35.000 tỷ đấy. Thế là những cái đặc điểm. Và đặc điểm tiếp theo ấy là cái giai đoạn này thì tôi có nói là giai đoạn này là giai đoạn rất rõ ràng thị trường đã phân phối nặng rồi. Tuy nhiên là giai đoạn này nó có một cái thứ mà chúng ta rất là khó đánh giá, là thứ nhất ấy, là cái lượng tiền ở ngoài đổ vào thị trường ngày một nhiều ấy, là thực ra nó là nhiều ở mức nào chúng ta không biết, chúng ta không có thống kê, không biết được. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái lượng tiền rút ra ấy thì chúng ta biết rồi, mà tôi đã nói rồi, nếu số tài khoản mở mới chỉ 100.000 tài khoản mở mới thôi mà mỗi tài khoản chỉ 100 triệu thôi thì chúng ta đã có 10.000 tỷ rồi. Các bạn hình dung đấy, nó rất là nhiều. 10.000 tỷ đúng không? Là con số rất là lớn, rất là đáng kể. Và lượng tiền nó, nếu như nó cứ liên tục ồ ạt đổ vào như thế thì có lẽ là cái lượng tiền rút ra nó lại không đáng kể. Tuy nhiên đấy là nó chưa đẩy được lên bởi vì là nó chưa có sự đồng thuận. Đấy. Vậy cái lượng tiền đổ vào thì đến khi nào dừng thì cái đấy cũng là một câu rất là khó trả lời. Chúng ta chỉ biết rằng ấy là bây giờ này, cái số tài khoản trên dân số ấy nó chỉ khoảng 3% thôi đấy, 3% nó chưa đạt đến cái mức gọi là cực đỉnh đâu, ví dụ như là ở các nước thì nó phải loanh quanh cỡ nhiều hơn 10% trở lên. Thì chúng ta chỉ cần hy vọng nó lên khoảng 5% thì đã kinh khủng rồi đấy. Nên cái dư địa tăng nữa ấy, là nó vẫn còn, đây đang nói. Còn cái việc nó sập xuống ấy thì nó cũng có đấy, bởi vì đây là đoạn phân phối nặng rồi. Bây giờ các ông phân tích kiểu gì thì kiểu không thể phủ nhận được đây là phân phối, tất cả cái đoạn này là đều là phân phối hết đấy, chúng ta hình dung thế. Nhưng một cái điểm cực kỳ quan trọng ở cái giai đoạn này ấy, là tiền rẻ nó rất là nhiều. Tiền rẻ từ hai yếu tố. Một đấy là các doanh nghiệp không làm được đấy, vốn đọng không làm được, người ta muốn kiếm lợi nhuận thì người ta lao vào thị trường chứng khoán. Đấy là cái thứ nhất. Cái giai đoạn này nó khác rất nhiều so với giai đoạn 2009 đến 2012 nhé. Nó có một số điểm tương đồng thôi nhưng nó khác nhiều. Và đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai ấy là dòng tiền vốn rẻ từ các ngân hàng cho vay đấy, lãi suất thấp nên là tiền gửi người ta cũng không chịu đựng được, người ta rút ra. Đấy là cái dòng thứ hai nhé. Dòng thứ hai là rất là nhiều. Cái dòng thứ ba ấy là cái giai đoạn vừa rồi bất động sản tăng nóng thì tất nhiên là nó sẽ có người mua và nó sẽ có người bán. Thì người bán lấy tiền cầm để làm gì? Các bạn hình dung ra bây giờ các bạn bán một cái mảnh đất thì tiền của bạn cầm để làm gì? Các bạn để tiền trong nhà. Cái đấy là chắc chắn là không ai để tiền trong nhà rồi. Đấy, thế các bạn có thể mua vàng hoặc có thể mua một cái bất động sản khác hoặc lao vào thị trường forex, thị trường các cái thị trường tài chính và trong đó có thị trường chứng khoán. Đấy. Thì đấy là những cái yếu tố mà tôi nhận định để quý vị hình dung ra là cái giai đoạn này là giai đoạn gọi là tranh tối tranh sáng, chưa biết được thế nào đâu, chưa biết cục diện nó sẽ thế nào. Vì chúng ta đều biết được là cái giai đoạn này, cái giai đoạn lên đoạn này, cái sóng từ bắt đầu từ cái chỗ này, là tôi đã nói là đây, từ chỗ này, là nó lên không phải là vì doanh nghiệp tốt hay xấu nữa mà nó lên là vì dòng tiền thông minh lao vào cổ phiếu nào thì cổ phiếu đấy sẽ tăng thôi. Đấy. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên và hy vọng nó giúp ích được cho quý vị và các bạn. Tiếp theo này thì tôi định là chúng ta còn khoảng hơn một tháng nữa đến Tết thôi, chưa đầy 2 tháng, gần 2 tháng là đến Tết âm lịch, còn chỉ khoảng 9 ngày 10 ngày nữa là đến Tết dương lịch. Đấy thì giai đoạn này nó rất nhiều rủi ro đấy, và tôi cũng chưa có được một cái hợp đồng chính thức của công ty chứng khoán. Đấy, vẫn đang còn một số các cái thỏa thuận nhưng cái thời gian thì có lẽ là nó không còn nhiều, mặc dù cái giai đoạn này là rất khó khăn. Tôi hy vọng rằng ấy là đấy, nó sẽ giúp ích được cho một số bạn. Thì tôi có lập một cái nhóm, tôi sẽ lập trong ngày hôm nay, tôi sẽ lập một cái nhóm. Hình như chiều hôm qua tôi lập rồi nhưng mà nó bị, không biết nó bị làm sao, có nghĩa là tôi tự lập một mình tôi ấy thì không được, sau đó tôi phải mời 3 người quen, sau đó tôi đẩy 3 người đấy ra, bởi vì 2 người đấy là không giao dịch chứng khoán. Đấy thì tôi đã tạo ra một cái nhóm rồi, tôi không biết là nó còn tồn tại không. Tôi trong hôm qua là sáng nay thì quý vị và các bạn có thể tham gia cái nhóm của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ thu một chút phí, và tôi thu một lần thôi, và tôi sẽ tư vấn cho quý vị từ bây giờ cho đến hết. Cái nhóm này chỉ tồn tại cho từ giờ cho đến hết cái Tết, đến khi thị trường chứng khoán nghỉ thôi. Đấy, và tôi hy vọng là nó đạt được kết quả tốt, nó cũng là bước đầu thử nghiệm. Thực ra tôi không thích nhóm, theo kiểu PR, theo kiểu đấy cứ đưa cổ phiếu vào xong rồi mua bán như thế thì nó cũng hơi khó kiểm soát và khó đánh giá được cái mức hiệu quả. Đấy, nhưng tôi cũng vì có nhiều bạn yêu cầu quá đấy nên là tôi làm cái nhóm. Cái nhóm của tôi là cái nhóm Facebook, không phải nhóm Zalo. Và bạn nào mà cần vào nhóm ấy đấy thì liên hệ inbox cho tôi thì tôi sẽ cho vào nhóm Messenger thôi. Thì đấy, các bạn có thể inbox cho tôi qua cái kênh Facebook ấy, sau đó thì tôi sẽ cho vào nhóm. Và hy vọng là cái số lượng người nó cũng không cần quá nhiều đâu, thử nghiệm khoảng 10 người hoặc 20 người để tôi có thể thử nghiệm được cái nhóm từ giờ cho đến Tết, xem cái mức độ hiệu quả, đấy, mức độ kiếm được lợi nhuận. Tất nhiên là cái việc mua bán thì các bạn vẫn là người quyết định, tuy nhiên là tôi sẽ cung cấp thông tin nhanh, thường xuyên và đấy, kịp thời ngay ở trong từng thời điểm của thị trường, từng thời điểm ở trong phiên luôn, để các bạn có thể ra quyết định mua hoặc bán hoặc nắm giữ một cách kịp thời. Đấy. Tuy nhiên đấy là cái quan điểm của tôi là chúng ta phải có một cái chiến lược nhìn xa một chút, chứ không phải là mua hôm nay trong ngày mai bữa kia tranh thủ bán kiếm 2% 3%. Như thế thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Và vẫn một cái quy tắc quan trọng là phải cắt lỗ. Và tôi có thể nói thì các bạn hình dung ra ấy, là nếu như chúng ta không cắt lỗ và chúng ta cứ cố giữ các cái khoản lỗ của chúng ta ấy, thì đấy, chúng ta phải cần rất nhiều. Đấy, có nghĩa là nếu như chúng ta có 100 triệu mà mua một cổ phiếu bị lỗ 50% thì chúng ta chỉ còn 50 triệu. Đấy, 50 triệu mà chúng ta muốn gỡ hòa vốn ấy, thì chúng ta phải mua được, dùng 50 triệu đấy để mua một cổ phiếu khác mà có lợi nhuận là 100% thì mới hòa được vốn. Vì thế nên cái việc cắt lỗ nó rất quan trọng. Thì ở trong tất cả các sách vở người ta đã đưa ra các cái mốc cắt lỗ quan trọng rồi. Đấy thì nó có những cái mức mà tôi có thể nói qua để các bạn hình dung ra này. Cái mức cắt lỗ 5% ấy thì các bạn cần phải 5,26% để gỡ vốn. Còn 10% thì cần phải 11,11%, 15% thì cần phải 17,65%. Chúng ta chỉ có 3 cái mốc, đấy là 3 mốc quan trọng. Và thông thường người ta hay giao dịch ở cái mốc từ 7 cho đến 12% là cái mức cắt lỗ. Vì cái mức từ 7 đến 12% nó sẽ không quá sớm và cũng không quá muộn. Và chúng ta phải tùy vào cổ phiếu và tùy vào cái mức biến động giá của các sàn khác nhau mà chúng ta đưa ra cái mức cắt lỗ khác nhau, chứ không nên cố định. Và đấy, và vì những người mà áp dụng máy móc quá, sách vở quá ấy, thì sẽ không tìm được lợi nhuận khi mà giao dịch cổ phiếu ở trên các cái sàn khác nhau. Đấy là cái chia sẻ tiếp theo. Một cái chia sẻ nữa, thực ra là tôi cũng đã nói ở trong các cái clip trước rồi, nhưng clip này tôi tổng kết qua lại để các bạn hình dung ra. Là thông thường ấy, rất nhiều bạn hỏi tôi, đưa cho tôi một cái danh mục hỏi em nên bán cổ phiếu nào, giữ cổ phiếu nào ấy, thì tôi nhìn thấy cái danh mục của các bạn là nó không cân đối. Một là quá nhiều cổ phiếu, và tôi đã chia sẻ với các bạn ở rất nhiều clip trước rồi, cái lúc mà tôi ít tiền ấy, lúc tôi chỉ có 30 triệu tôi thường xuyên tôi mua có một cổ phiếu thôi, và nó rất nhanh. Các bạn hình dung thế, nó rất là nhanh. Tôi thường xuyên mua một cổ phiếu rồi, các bạn hình dung các bạn có 30 triệu. Hoặc bây giờ ấy thì 30 triệu nó phải tương đương với 300 triệu rồi, hoặc là nhiều hơn. Đấy, 30 triệu của 2008 đến cái thời đấy, điểm đấy nó tương đương với 300 triệu bây giờ. Thì các bạn hình dung ra ấy là nếu như các bạn có 100 triệu, đấy các bạn hình dung thế. Mỗi một lần các bạn mua hết 100 triệu đấy thì nếu như các bạn cứ giữ cái quy tắc cắt lỗ, đấy thì lần sau các bạn cũng còn nguyên cái số tiền. Có nghĩa là các bạn ví dụ như có 500 triệu, các bạn chia thành 5 phần, mỗi phần 100 triệu. Và các bạn chỉ dùng từng phần cụ thể một đấy để mua thôi, đừng có lệch tài khoản. Và quan điểm của tôi ấy là tài khoản chỉ có 500 triệu trở lại thôi, chỉ nên mua 3 cổ phiếu trở xuống thôi. Còn tài khoản 1 tỷ trở lên đấy, 1 tỷ trở lên thì có thể mua đến 5, hoặc là cũng chỉ cần 3 thôi. 1 tỷ thực ra nó cũng không phải là nhiều đâu, nó ít. Còn những tài khoản nhiều hơn, bởi vì nếu như các bạn mua dàn trải quá ấy, thì cái việc gọi là khi thị trường nó sập xuống các bạn không bán kịp đâu. Tôi khẳng định luôn, không bán kịp. Và chúng ta chỉ có 8 giây để thoát khỏi thị trường thôi. Và lúc nó sập ấy là nó không phải là nó chỉ sập một phát xong nó sập đâu. Đây không phải là sập, đây chỉ là một cái điều chỉnh rất là ngắn hạn thôi, không phải là sập. Bạn hình dung nha, đây này, những cái cú sập nó như thế này này, không nhận ra được đâu. Ngay cả cái cây xanh này không nhận ra luôn. Và mấy cái cây sau này không bán được. Tôi khẳng định luôn, không bao giờ bán được luôn, cả cái dãy này không bán được, mà nó sập liên tục. Không bán được, tất nhiên là nó sẽ có cổ phiếu mua được, cổ phiếu bán được, nhưng nhiều cổ phiếu là không bán được, nó cứ nằm sàn. Bạn hình dung thế, không bán được. Và chúng ta chỉ có 1 cổ phiếu, 2 cổ phiếu, 3 cổ phiếu chúng ta có thể thoát khỏi thị trường. Không bao giờ các bạn cầm 10 cổ phiếu các bạn thoát được khỏi thị trường. Và tôi đã chia sẻ ở trong rất nhiều clip rồi. Đấy là nếu các bạn có thể xem lại. Nếu như các bạn chia cái tài khoản thành 10 cổ phiếu hoặc 20 cổ phiếu ấy, nhìn chả khác cái bảng chỉ số, và các bạn không thể theo dõi được thông tin của từng cổ phiếu một. Rất nhiều bạn lý luận là em có thể kiểm soát được, nhưng quan điểm của tôi là không kiểm soát được. Bây giờ nó có một cái thông tin xảy ra, có một cái tín hiệu xảy ra là nó sập. Tôi đang nói là tín hiệu đơn lẻ thôi. Hàng ngày các bạn phải đọc các cái thông tin về cái cổ phiếu đấy, rồi các bạn phải vào trong đây này. Tôi nghĩ là nên đọc, nếu bạn nào chưa từng đọc thì nên đọc tin tức này, bạn xem qua xem là nó có những cái tin tức gì, không cần phải đọc kỹ đâu, cứ xem. Tất nhiên là đừng đọc mình cái tiêu đề, đừng đọc mình tiêu đề nhé, đọc mình tiêu đề là dễ bị sập bẫy đấy. Đừng đọc mình tiêu đề, Đấy, tôi khẳng định luôn cái tiêu đề này. Chúng ta vào chúng ta lướt qua một tí để chúng ta nhìn, và quan trọng nhất là các con số, nhìn các con số kỹ, con số. Bởi vì sao? Bởi vì là đấy, có nhiều người nói là ví dụ như là cổ phiếu lên tới đỉnh thì chủ tịch doanh nghiệp, vợ chủ tịch đúng không, hay vợ của phó chủ tịch hay vợ của giám đốc gì đấy đem hết tất cả các cổ phiếu ra bán chẳng hạn, hoặc là thoái hết vốn. Nhưng mà vốn người ta có mấy nghìn cổ phiếu thì ăn thua cái gì, người ta bán hàng triệu cổ phiếu còn chả sợ, bán mấy nghìn đấy. Nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý của F0 đấy, của những người vừa mới tham gia thị trường chứng khoán chưa có nhiều kinh nghiệm đấy, nhìn mỗi cái tiêu đề phát là sợ giật mình, vác cổ phiếu mình ra bán và lỗ, thua lỗ thôi nha. Đấy, đấy là cái thứ mà các bạn lưu ý. Và quy tắc cắt lỗ bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải cắt lỗ, và kiểu gì thì kiểu nó loanh quanh từ 5% đến 15%. Tôi không bao giờ tôi cắt lỗ 5%. Đấy, tối thiểu là 7%. Đấy, tối thiểu là 7% tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện cắt lỗ. Thì quan điểm của tôi ấy, nó có hai cái mốc. Tôi có thể bán trước 5%, có thể thậm chí chỉ lỗ 2% tôi đã bán rồi, nhưng đấy không phải là cắt lỗ. Đấy, các bạn hình dung, tôi nói luôn cái quy tắc bán, thực ra ở rất nhiều clip trước tôi đã nói quy tắc bán rồi, các bạn có thể xem lại để xem kỹ hơn nhé, bởi vì nó sẽ chuyên về đấy. Nhưng mà ở đây tôi có thể nói qua lại, các bạn hình dung ra, tôi chỉ bán cổ phiếu này khi tôi phát hiện ra một cơ hội khác nó tốt hơn. Đấy, tôi phát hiện ra dòng tiền tự nhiên vào mạnh một cổ phiếu, chắc chắn là nó sắp tăng mạnh trong chỉ có 1 tuần 2 tuần tới, tôi sẵn sàng tôi bán hết tất cả những cái cổ phiếu mà tôi đã nắm giữ nó, mặc dù nó chỉ lỗ 2%, để tôi có lượng tiền lớn để tôi mua cái cổ phiếu đấy. Đấy, đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Đấy, nguyên tắc đấy các bạn hình dung ra, các bạn nếu mà xem phim Hàn Tín ấy, các bạn sẽ hiểu cái bình tiên nó như thế nào. Đấy, các bạn chỉ cần đi trước đấy, những cái giai đoạn lịch sử như thế, các bạn hình dung ra, phủ định, nó sẽ phủ định hết tất cả các cái khoản lỗ của các bạn từ trước đến nay. Đấy, và chúng ta phải chớp ngay cơ hội. Cái cơ hội đấy là cơ hội mà tất nhiên đấy là để xác định được, không dễ đâu. Đấy, thì nếu như các bạn vào trong nhóm của tôi thì tôi sẽ cho các bạn biết là cái cổ phiếu nào là nên, đấy là lúc đấy chúng ta phải hy sinh. Tất nhiên là nó sẽ xác suất, nó vẫn có xác suất hỏng, chứ không phải là nhảy sang thì nó sẽ ăn ngay đâu. Đấy, và thông thường những cái cổ phiếu mà chúng ta nhảy sang ấy, nó cho chúng ta ngay cái lợi nhuận trong 2 cái phiên đầu tiên hoặc 3 phiên đầu tiên ấy, thì chắc chắn nó sẽ tăng mạnh. Đấy, các bạn hình dung thế. Thế thì tôi có một cái điểm cắt lỗ thứ hai, là nếu như tôi nắm giữ cổ phiếu, bất kỳ một cổ phiếu nào tôi nắm giữ trong 1 tuần, mà đấy là những cái cổ phiếu mà tôi đầu tư theo sóng nhé, mà nó cái giá của nó cứ bị loanh quanh lãi 2%, lỗ 2% ấy, là tôi sẽ bán. Tôi không bao giờ tôi giữ, trừ những cổ phiếu tôi xác định là tôi sẽ giữ nó dài hạn. Tôi sẽ giữ nó dài hạn nhé. Thì tôi đã có clip đầu tư dài hạn rồi, là những cái cổ phiếu đấy là tôi rất là công phu, tôi đã tìm hiểu doanh nghiệp nó đã có những cái bước thăng trầm như thế nào, ông chủ tịch của doanh nghiệp nó là người như thế nào, cái dòng tiền của doanh nghiệp đấy được kiếm về như thế nào. Đấy, thì là tôi không quan tâm và tôi mua từ rất sớm, và tôi cứ kệ nó thôi, tôi không để ý đến cổ phiếu đấy. Và cái cổ phiếu đấy nó chỉ ở trong tài khoản của tôi, nó chỉ có 1 hoặc 2 cổ phiếu như thế thôi. Đấy, và thường xuyên là 1. Đấy, bởi vì tôi, nếu mà tôi không chọn được cái cổ phiếu hợp lý, tôi trong quá trình tôi đọc thông tin mà tôi thấy có thông tin gì xấu là lãi ít tôi cũng bán. Đấy, hoặc lỗ tôi cũng bán. Đấy, đấy là những cái thứ. Và những cái cổ phiếu đầu tư dài hạn ấy, phải là những cổ phiếu mà cái giai đoạn các bạn mua ấy, vùng giá nó phải là vùng giá thấp, được chiết khấu. Nếu các bạn phải tính được, các bạn phải xem cái thông số cơ bản của tôi ấy. Đấy, nó phải được chiết khấu cao và nó phải được giao dịch thấp. Đấy, chiết khấu cao nhé, nhưng cái giao dịch thấp. Những cổ phiếu mà giao dịch cao này chỉ lướt sóng thôi, giao dịch cái khối lượng giao dịch nhiều, ví dụ cái thằng HPG này, đang giao dịch nhiều này, chỉ lướt sóng đây, nhưng nó đang thấp dần đấy, thấp dần. Nhưng tôi nghĩ là cái thằng này nó về khoảng 4 triệu là đẹp đấy, nó giao dịch về mức 4 triệu là cái mức sàn của nó, thì các bạn có thể nghiên cứu. Nhưng ở giai đoạn này cổ phiếu Hòa Phát thì nó cũng hơi khó rồi, tí nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi, tôi sẽ nói cho các bạn hình dung ra. Đấy, nó phải được giao dịch ở mức thấp, có nghĩa là đang ít người để ý đến nó. Tất cả những cổ phiếu mà các bạn có thể mua dài hạn được là phải có ít người để ý đến nó, nhưng nó không giảm giá nhé. Nó phải có điều kiện là rất ít người để ý đến nó, nhưng giá của nó không giảm, giá nó chỉ cứ tăng từ từ, nó không tăng mạnh, nhưng nó cũng không giảm, nó cứ lừ đừ thế thì các bạn mua tích lũy được. Đấy, còn đã có rất nhiều người đang giao dịch với nó ấy, thì có nghĩa là nó không phải vùng đáy đâu. đấy. Và nhiều thông số khác nữa thì các bạn xem, các bạn phải tìm hiểu kỹ, và cái quy tắc 4M của ông Phiêu Thao các bạn nên đọc nha. Đấy, đấy là những cái chia sẻ, và tiếp theo là tôi trả lời một số các câu hỏi của các bạn ở trên kênh. Thì thứ nhất là có một bạn đây, bạn hỏi này là ngành ngân hàng thì có lẽ là phải đến tháng 6 2022. Thì quan điểm của tôi ấy là để xác định ngành ngân hàng đến chỗ nào ấy thì không biết được, nhưng tôi đã có một cái clip tôi cho các bạn các cổ phiếu ngân hàng các bạn nên quan tâm nhé. Thì con Tiên Phong Banh nó vẫn chạy bình thường, chả có vấn đề gì. Đấy, các bạn thì dùng nó lại vượt đỉnh nữa. Đấy, trong đó tôi cho các bạn Tiên Phong Banh nhé, tôi cho mấy con, tôi bảo các bạn là nên chọn 2 con thôi, và tôi khuyến nghị luôn là nên trong nhóm ngân hàng nên mua cái con, nếu mà các bạn mua nhóm ngân hàng nhé, thì mua Tiên Phong Banh. Tôi thì tôi giai đoạn này tôi không đầu tư nhóm ngân hàng, lý do giai đoạn này cái nhóm ngân hàng ấy là hiện tại vẫn đang phải hỗ trợ các doanh nghiệp, rồi hỗ trợ phòng chống Covid, thì cái lợi nhuận người ta phải thắt lưng buộc bụng để giảm cái lợi nhuận. Tất nhiên ấy là khi người ta giảm cái lợi nhuận nhưng cái nội lực của người ta lớn ấy thì nó sẽ bùng lên rất là mạnh, nhưng tôi không dùng tiền để mua cái cổ phiếu ngân hàng xong ngồi đợi rất là lâu, và tôi không nhìn thấy cái triển vọng nó sẽ tăng gấp 2 lần hoặc gấp 3 lần. Tôi không nhìn thấy cái điều đấy nên là tôi không mua. Còn nó có thể nó sẽ không giảm, nó sẽ tăng. Đấy, nhưng tôi không mua là vì những lý do như thế. Đấy. Còn cái cổ phiếu dài hạn đấy là tôi phải nhìn và tôi đánh giá là trong khoảng 3 năm nữa nó có thể tăng tối thiểu 3 lần. Trong 3 năm nữa nhé, nó có thể tăng tối thiểu 3 lần thì tôi mới mua. Tuy nhiên đấy là đánh giá nó cũng chỉ tương đối thôi, bởi vì chúng ta phải chọn được cái vùng giá rất là rẻ. Đấy. Thì chúng ta mới làm cái việc như thế. Đấy là cái câu trả lời về cổ phiếu ngân hàng nhé. Và chúng ta cứ để ý khi nào cái mặt bằng lãi suất huy động nó tăng lên ấy, thì lúc đấy cổ phiếu ngân hàng là dục dịch chạy đấy nha. Đấy thì các bạn có thể xem cái đấy. Tiếp theo này, cái bạn này nói cổ phiếu này, thì cái cổ phiếu này thực ra nó là cổ phiếu tốt thôi, cổ phiếu tốt, và bạn ấy nói là 2K cổ phiếu đất gì đấy thì tôi cũng không quan trọng. Thì cái cổ phiếu đất ấy tôi đã nói với quý vị và các bạn là nếu như các bạn nắm giữ, các bạn giờ mà nhảy nhót lung tung ấy là sẽ mất vị thế, là sẽ bị dính cái ngay cái T+3, không thể đánh giá được cái T+3 nó nguy hiểm như thế nào đâu. Đấy. Nên các bạn phải giữ lì. Thế khi nào thì bán cổ phiếu đất, khi nào giá cái lãi suất huy động ấy nó dục dịch tăng lên thì các bạn nghiên cứu bán. Đấy. Còn bây giờ ấy nó có thể có những cái cú sập mạnh, bây giờ vào ấy thì bị nguy hiểm, bởi có thể nó cũng không tăng được nữa, hoặc là nó tăng ít đấy. Đấy, và chúng ta không biết, nhưng nó chưa sập được. Đấy, khi nào cái tiền rẻ mà người ta bảo hết tiền rẻ rồi thì nó sẽ sập. Bây giờ nhà nước cứ nói là sẽ bơm ra gói mấy trăm nghìn tỷ, thì tất nhiên đấy, nếu mà suy nghĩ một cách sâu xa ấy thì mấy cái gói đấy nó chỉ có 8% GDP thôi, các bạn hình dung thế, nó không nhiều đâu, nó 8% GDP. Các bạn đừng có so với cái giai đoạn trước, cách đây 10 năm bơm 400.000 tỷ ra, những 400.000 tỷ của 10 năm trước nó bằng 20% GDP chẳng hạn, ví dụ thế. Bạn mình hình dung thế, bây giờ nó có 8% thôi, bộ 400.000 tỷ giai đoạn trước nó gấp 10 lần, bây giờ nó đã gấp 10 lần rồi. Đấy. Nó đã gấp 10 lần, các bạn hình dung thế, nên là cái gói gọi là 800.000 tỷ là rất là bình thường, nó không đừng so với cái gói 400.000 tỷ đấy. Nó chỉ so với GDP ấy, nó chỉ có 8% GDP là không nhiều. Hàng năm có những năm chúng ta có thể tăng trưởng lên đến 5 hoặc 6%. Những cái giai đoạn này thì nó sẽ, khi mà nó bùng lên ấy, là GDP nó sẽ tăng trưởng mạnh. Các bạn hình dung thế, bởi vì sao? Bởi vì là nó đã bị kìm nén xuống rất là sâu rồi, thì lúc nó bùng lên ấy, thì tất cả các doanh nghiệp đều đua nhau, đều thi nhau tỏa sáng đấy, thì cái mức tăng trưởng của tất cả các doanh nghiệp nó đều tăng lên một cách mạnh mẽ đấy nhá. Tiếp theo này là một bạn xin cái file Excel, thì tôi đã có trả lời từ trong rất nhiều các cái clip trước rồi, là các cái file Excel của tôi ấy, nó là bản quyền và tôi không chia sẻ, không cung cấp đấy. Tôi chỉ sử dụng dịch vụ, nếu bạn cần dịch vụ thì tôi sẽ cung cấp hình ảnh thôi đấy, hình ảnh các cái thông số của bất kỳ cổ phiếu nào, và dịch vụ cũng chỉ lấy phí tượng trưng thôi. Tiếp theo là cái cổ phiếu LGL là cái cổ phiếu mà tôi cho các bạn, thì nó cũng đã lãi rồi, và giữ hay không thì các bạn quyết định. Còn một bạn nói là một cổ phiếu, một doanh nghiệp được gọi là rác thì bó tay ấy, thì quan điểm của tôi là như thế này. Nếu như các bạn ở trên thị trường chứng khoán đủ lâu ấy, thì các bạn sẽ hình dung ra là có rất nhiều doanh nghiệp lên trên thị trường chứng khoán không phải là để kinh doanh, không phải để làm ăn đâu, thì cái cổ phiếu của người ta không gọi là rác thì gọi là cái gì đấy. Người ta lên người ta chủ yếu là bán giấy để lấy tiền, không phải là rác thì là cái gì. Tôi khẳng định luôn với quý vị và các bạn, thế nó chỉ là rác thôi, và cái khả năng vào những cái cổ phiếu đấy, cái khả năng mất tiền rất là cao, rất là cao, khả năng mất tiền rất là cao. Tất nhiên là nhiều cổ phiếu rác tôi vẫn vào, tôi chả sợ gì đấy, và nhiều cổ phiếu rác nó vẫn cho chúng ta ăn bằng lần, chả lo cái gì cả, đúng không? Đấy, tiếp theo này là cổ phiếu BSR. Thì về cơ bản đấy, dầu khí, nhóm dầu khí giai đoạn này ấy là nó tăng theo cái tín hiệu giá dầu thôi đấy, và các bạn phải đánh giá theo giá dầu, bởi thứ nhất là cái cổ phiếu BSR nó cũng gần tới đỉnh cũ của nó rồi đấy. Đấy, đỉnh cũ của nó là 30 hay 33 đấy, gần tới đỉnh cũ rồi, và nó đã tăng cũng rất là dài rồi. Tuy nhiên đấy là cái dư địa tăng nữa của nó vẫn còn. Lý do về cơ bản đấy là nếu mà nhìn rất là xa ấy, thì mọi người đều biết rằng là cái nhóm cái nhiên liệu hóa thạch ấy sẽ được dần dần thay thế bởi cái năng lượng tái tạo đấy và năng lượng xanh. Thì nói là nói như thế, nhưng để thay thế ngày 1 ngày 2 là không có đâu. Nên về cơ bản trong thời gian ngắn, trong 1-2 năm tới thì cái năng lượng hóa thạch ấy, nó vẫn, cái nguồn nhiên liệu hóa thạch nó vẫn là rất là quan trọng để phục hồi kinh tế của các nước. Nên cái việc gọi là giá dầu có thể lên đến 100 đô một thùng ấy là khả thi, chứ không phải là không khả thi nhá. Có thể nó còn vượt ra, nó lên đến 150 là bình thường. Bởi thông thường ấy các bạn, có một cái mà tôi cho các bạn như này này, nếu một cái cổ phiếu mà nó không bị xấu đi nhá, nó không bị xấu đi ấy, thì cái khả năng nó lập lại cái bước chân lịch sử của nó ấy là rất là cao. Và người ta đã thống kê là có 90% các cái cổ phiếu đều lập lại cái lịch sử nó đã làm được ở quá khứ. Đấy là một cái key mà tôi cho các bạn để các bạn có thể yên tâm khi mà mua một cổ phiếu nào đó nhé. Đấy, nó có thể lập lại cái quá khứ của nó là đến 90%, chứ không phải là ít đâu. Rất nhiều cổ phiếu, kể cả là rác đấy, khi mà nó đã từng ở cái mức gọi là 200.000, 300.000 một cổ phiếu rồi ấy, mà bây giờ nó chỉ có mức rất là thấp 50.000 thôi ấy, thì một ngày nào đó, nếu như nó không bị phá sản nha, nó không bị phá sản, thì một ngày nào đó nó sẽ lập lại được cái kỷ lục đấy. Lý do là lúc mà nó giá 10 ấy, các bạn sẽ không mua nó đâu, các bạn sẽ thấy nó rất là thấp. Đến lúc nó 20 các bạn cũng không mua, nhưng đến lúc nó 50 ấy thì tất cả những người đã từng chết cái cổ phiếu đấy ở cái giá 100 ấy là đều nhảy vào mua hết. Đấy, đến lúc nó 80 ấy, thì gần như là cả cái thị trường chứng khoán lao vào nó, các bạn hình dung thế. Đấy là cái key mà tôi cho các bạn để các bạn có thể nắm giữ đấy, và được thống kê ở trên tất cả cái quyển sách mà tôi đọc được ấy, là có rất nhiều, có không nhiều quyển sách nói về cái đấy đâu. Đấy, nhưng nó có cái giá trị lịch sử, có nghĩa là cái giống như cái vết xe đổ ấy, là tuy là tất cả chúng ta đều nhìn thấy, đều biết, nhưng vẫn bị lặp lại. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý nhé. Tiếp theo này, về cái cổ phiếu ITA. Thì đối với cái cổ phiếu ITA này ấy, nó lên hay không ấy là thực ra là hiện tại bây giờ là do chủ doanh nghiệp PR rồi linh tinh thôi, chứ còn về cơ bản nên là nó vẫn khó khăn rồi. Cái thằng ITA này nó chỉ là bất động sản khu công nghiệp thôi, cho thuê lấy tiền thôi, và giai đoạn này thì cái việc gọi là tăng cái tiền thuê lên cũng không được nhiều đâu, không giống như cái cổ phiếu bất động sản mà chia lô bán đất nền đâu. Đấy, chia lô bán đất nền thì nó kinh khủng lắm. Đấy, thì nhưng nó vẫn là dòng bất động sản nên nó cũng có đấy, nó cũng sẽ lao vào đấy, cũng nó các cái cổ phiếu bất động sản nó tăng thì nó cũng sẽ tăng lên. Còn bạn này thì rất cảm ơn bạn đã động viên đấy. Tôi nghĩ là cái clip nó cũng rất là dài rồi nên tôi dừng tại đây và chúc quý vị và các bạn có một cái ngày giao dịch hiệu quả. Đấy, và nếu như bạn nào mà cần vào nhóm của tôi thì hôm nay tôi mới bắt đầu tuyển người. Đấy, thì có thể inbox cho tôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải trả một cái phí đóng một lần thôi, và cho đến hết năm nay thì tôi sẽ giải tán cái nhóm đấy, hoặc là giữ, nếu như hiệu quả thì tôi sẽ giữ mãi, còn nếu mà không hiệu quả thì là tôi sẽ, có nghĩa là cái hiệu quả nó không cao ấy, đấy, lãi không nhiều chẳng hạn, ví dụ thế, thì tôi cũng sẽ tạm dừng. Còn nếu mà lỗ thì tôi sẽ giải tán sớm. Đấy, tôi khẳng định luôn với quý vị thế. và tôi sẽ cố gắng làm hết sức để quý vị và các bạn không bị lỗ khi ở trong cái nhóm đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.